Xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube Lê Khoa Audio. Và trong clip này thì Khoa sẽ giới thiệu với anh em một đôi loa mà được gọi là huyền thoại, vua nhạc vàng, mà đôi loa mà không thể thay thế nếu mà anh em đã yêu thích loa cổ Mỹ, đó là AR. Và cái model Khoa đang quay clip đó là AR2 bấn bò. Và một điều đặc biệt nữa là cặp này chưa giật ê căng. Anh em ha, được gọi là hiếm, cực kỳ hiếm luôn. Tại vì sao? Tại vì những cái loa mà chưa giật e căng thì nó gọi là zin tuyệt đối, thậm chí là chết áp vẫn chưa vệ sinh nha. Đó đó là về gọi là cái giá trị mà cái chưa giật e căng. Đó đó là điều mà nhiều anh em sẽ yêu thích và quan tâm. Thì cũng nói luôn với anh em, thì mình mua những cái cặp loa mà mình lựa, mình báo test, thì lúc nào mình cũng phải thêm tiền vào để mình test anh em. Những cái cặp loa mà ví dụ như trên 10 triệu thì cắm vào thì nó hát đủ đường tiếng thì ít nhất anh em phải bỏ thêm 500 ngàn nữa, mà nói riêng về AR thì ít nhất nó phải thêm 1 triệu nữa thì người ta mới cắm vào cho mình nha. Nên thực sự đây là một cặp loa đáng để sưu tầm anh em ha. Rồi đây, cặp loa rất đẹp anh em ha, thùng rất là vuông vức ha. Đó, mình sẽ chùi sơ cho nó đẹp rồi quay cho anh em cùng xem ha. Đó, đây vân gỗ của nó ha, vân gỗ của AR là như vậy ha, rất đẹp. Bên này cũng có anh em ha. Đó, rất là tuyệt vời. Là mình quay là vuông vức anh em ha. Vuông vức không bị nở. Đó, để anh em yên tâm ha. Đó, nói chung là quay rất là chi tiết kỹ lưỡi. Đặc biệt là cặp lưỡi còn rất đẹp anh em. Lưỡi này là đẹp tuyệt đối luôn. Đó, không sờn, không móc anh em ha. Đó, bên này, qua bên này. Anh em thấy không? Rất là đẹp ha. Khôi quay cả cái nước gỗ cho anh em cùng cả cái lưỡi luôn ha. Tuyệt vời. Đó. Thì có một cái sự khác biệt nằm ở đây. Là bên này là cái tem 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 bình thường nè. Rớt ra rồi. Cái này phải dán keo lại anh em ha. Đây này. Bên này người ta cũng dán keo này. Đó, giờ mình tí mình sẽ dán lại. Đó. Rồi. Khỏi để đây quên nha. Rồi bên này á thì là cái tem khác anh em. Hàng AR nó có là hai loại tem ha. Hai loại tem. Thì họ quay cho anh em tình trạng đúng là như vậy. Còn nói về cái thùng vắt thì rất là đẹp rồi. Rất là tuyệt vời ha. Không bể nợ anh em ha. Không bể nợ. Rất đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra cái mặt đít quay luôn cho anh em cùng xem. Đây nè, rất đẹp ha. Đó, cái này tem cái cờ này thì bên này nó bị tột ra, bị rách ha. Đó, những cái cặp loa hãng AR bánh bò này á thì đều có đi theo nó là cái chữ ký này nè, chữ ký ha. Rồi, đó anh em thấy đẹp ghê không? Anh em nhìn vào cái nước sơn này nè. Đi kho zoom mấy cho kỹ anh em cùng xem ha. Rất đẹp ha. Đó, cực kỳ đẹp. Nhưng anh em nào chơi rồi thì chả biết được ha, biết được. Đây là gọi là cái đít cây nữa nè, thùng cây đít cây á, mà cái đít cây á đó rất là đẹp, tuyệt vời. Và đặc biệt nữa anh em thấy nè, ốc vít vẫn còn này ha, cái cầu loa. Cái thứ hai, đời này là đời hai cái cốt server còn gọi là chít áp, nó bằng nhựa anh em. Đây, điểm đáng chú ý nữa là hai cái chít áp nó bằng nhựa ha. Đó, thì thôi nói vậy thôi, anh em nào mà chơi AR á chưa biết thì mình sẽ tìm hiểu thêm để thấy được cái hay. Còn những anh em nào mà đã chơi rồi á thì nhìn vào cặp loa này là ưng ý liền. Ưng ý liền anh em ha. Đó. Rất đẹp. Gọi là hiếm có nè. Hiếm gặp trong thời điểm bây giờ. Tại vì sao? Tại vì cái thời điểm hiện tại là mùa dịch, mùa Covid, mùa bão lũ. Đó, hàng rất khó về nha. Một cặp loa này về từ bên Cam về đây á là mất tới 2 triệu anh em. À, nên bỏ ra mười mấy triệu, mười mấy gần 20 triệu bán loa, nhưng mà lời rất là mỏng, lời rất là ít so với ngày xưa. Và đặc biệt là dịp này gần Tết rồi, nên Khôi sẽ bán cái mức giá rất là hữu nghị nè, giá tốt nhất có thể để mình ra hàng, để mình xoay sở, mình gom vốn, mình trả nợ chứ không có gì hết nhé. Rồi, phần cuối là Khôi báo giá để anh em cùng tham khảo, rồi sau đó là anh em Khôi sẽ test thử chất âm nha, test thử chất âm. Thì để đảm bảo cái tính công bằng ở khi anh em mua loa thì Khôi sẽ đưa máy ví dụ như tí nữa Khôi test, Khôi sẽ đưa vào đây là loa trung này, đây loa chép này ha, loa bát. Khôi sẽ quay cho anh em xem từng dạy một là để em biết được cái loa hoạt động rồi. Anh em yên tâm ha. Còn anh em nào mà mới chơi mà chưa rõ thì khi mua về mà nó không hát thì alo cho Khôi, Khôi sẽ hướng dẫn anh em nhé. Rồi thì Khôi như Khôi đã nói là cái cặp loa hiện tại cực kỳ hiếm. Ship cái cặp loa mà không dịch căng nó đã hiếm rồi.
mà cặp đẹp như thế này mà chưa dịch cắn người càng hiếm hơn nhé. Thì cái mức giá mà Khôi có thể bán trong cái đợt hàng này 20 triệu 500 nha, 20 triệu 500. Anh em nào chuyển khoản đủ Khôi sẽ bao ship tận nơi cho anh em luôn. Còn anh em nào mà chưa yên tâm mà yêu cầu ship code thì anh em cọc 30% và anh em phải chịu thêm phí ship cũng như phí thu hộ, có nghĩa là cái phí dịch vụ á, phí mà mình trả tiền cho bưu điện để bưu điện nó thu về để nó chuyển qua cho mình á, thì nó sẽ cộng thêm cái phí thu hộ nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và chúc tất cả anh em sẽ có một buổi tối thật là tuyệt vời, thưởng thức âm nhạc thật là thoải mái ha. Anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Lê Cordio cũng như để cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất mà Khôi đăng tải hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào nhau lời tạ từ hôm nay rồi ngày mai xa cách, cho nhau những đắng cay của cuộc đời khi tình mình vội tan theo gió mây. Nắng đó vẫn còn lại bên tai cho tình càng chua cay. Chia tay rượu nào nồng men say cho lòng thôi chua xót. Trao nhau những phút giây ngậm ngùi ngay rồi người về sầu thương với tháng năm. Tâm tư mênh mang một nỗi hoài, tìm đâu phút ban đầu khi mặn nồng hai đứa, những chiều về đón đưa hôm nay xin ra từ trọn đời xa. Khôi nói một chút thì Khôi giảm volume nhỏ lại ha, rồi Khôi sẽ nói. Thì Khôi sẽ quay từng cái dải một cho anh em cùng nghe thử ha. Mình sẽ mở cái volume lên. Chào nhau những phút giây ngầm. Đây anh em nghe ha, trung này, ghép ha. Đây. Đúng không? Ghép này. Rồi bass thì luôn luôn là có rồi ha. Đó. Để anh em yên tâm ha. Yên tâm ha. Đúng không? Đó. Từ bên này. Dạ. Dưới đây là bát này ha.
bên này là lo chát bên à, nói chung là chát này đó. Thì anh em biết được là loa bắt đầu hoạt động ha. Đó, ok, đó là biết được các giải đó hoạt động tốt ha. Chọn đời xa cách rồi, Khoa xin phép kết thúc clip ở đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi ủng hộ nhé.